chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu một lô phôi mai vàng ạ. Mai giảo hạt từ 6 đến 12 cánh. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160355. Rồi cây đầu tiên này có mã số là 102. Cây này bể đế rất là đều ha, cốt cành cũng đều luôn. Cây cũng đang ra chồi luôn ạ. Hoành thân 21, chiều cao 60, kính bầu 37, 102, cây này 600 ngàn em bao ship. Hoành 25. Rồi đo sáng dưới đây là cái cũ, đây là 35 ha. Cũ nọ đế rất là đều luôn. Chiều cao 56, kính bầu 35, 103, 700 ngàn em bao ship. Hoành cũ 34, hoành thân 21, chiều cao là 50, kính bầu 29, 104, 4.5 em bao ship. Hoành thân 24, chiều cao 82, kính bầu 30, 105, 500 ngàn em bao ship. Hoành cũ 34, hoành thân 23, chiều cao 72, kính bầu 27, 106, 550. Hoành thân là 21, chiều cao 70, kính bầu 36, 107, 500 ngàn em bao ship. Hoành thân 20, chiều cao 60, kính bầu là 30, 108, cái này 400 ngàn, em bao ship. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829
160355. Em xin chào ạ. Tắt nha.